Được hình thành từ năm 1990, là cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện tử đầu tiên của huyện Thanh Chương. Đến nay, cửa hàng điện máy Kinh Lệ đã trở thành một trong những cửa hàng điện máy có quy mô lớn, tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ hàng điện máy nội thất tại Thanh Chương, chuyên về các ngành hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hiện đại. Quý khách hàng sẽ thấy thỏa mãn bởi không gian mua sắm rộng rãi, hấp dẫn với đầy đủ đa dạng các mặt hàng cao cấp đến từ những tập đoàn nổi tiếng như Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba. Từ các sản phẩm Smart TV, dàn âm thanh karaoke đến các mặt hàng điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện cùng các loại máy công cụ khác. Bên cạnh đó, khách hàng còn luôn cảm thấy hài lòng bởi sự tư vấn của người bán hàng nhiệt tình, tận tâm để khách hàng chọn lựa những sản phẩm phù hợp và ưng ý nhất cho gia đình mình. Sản phẩm bán tại điện máy Kinh Lệ luôn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, chính sách bán hàng linh hoạt, thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và các chính sách hậu mãi, bảo hành đầy đủ. Bên cạnh đó, điện máy Kinh Lệ còn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng với các phần quà có giá trị để tri ân khách hàng luôn đặt niềm tin cho các sản phẩm tại cửa hàng. Có thể nói, với những nỗ lực không ngừng, siêu thị điện máy Kinh Lệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đã nói lên vị thế của mình bằng sự khác biệt về uy tín, chất lượng, giá cả trên từng sản phẩm và định vị được thương hiệu trong lòng khách hàng. Mọi chi tiết liên hệ, quý khách trực tiếp đến cửa hàng điện máy Kinh Lệ tại khối 11 thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hoặc liên hệ theo số điện thoại 0988337669 hoặc 0916988777.